SOS Lin đã bị bắt cóc vào shop VV House, địa chỉ 47 A Nguyễn Thượng Hiền, phường 5, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh. Mau đi giải cứu Lin Lin. Ê, từ từ từ, đối với khách hàng là mình phải nhẹ nhàng chứ. Em chú Mưa, ổn mắc gì đâu, đâu đi mua đồ. Quy định của shop VV House mà đã bước vô shop là phải mua hàng mới được đi ra. Đúng vậy. Không thì đóng cửa. Trời ơi, đâu đi, hôm nay là bán đồ siêu ớt 50% luôn. Tính ra tôi không có bước vô, bà lâu tôi vô mà. Nhưng mà đã bước vô tới shop là phải mua đồ mới được. Mà bữa mua nhiều lắm, mỗi năm không biết mua gì chứ. Thôi bây giờ là bà chọn một chủ đề đi, bà mua cái gì là tôi có cái đó luôn. Bà thích gì nhất? Tôi mua đồ Doraemon mà có không? Biết ngay là không có, mà thôi đi về. Ê, từ từ, có quản gia ở đây mà. Shop VV House chắc chắn phải có rồi, vô hỏi liền đi. Shop mình có đồ Doraemon đúng không em? Có chứ trời, nhiều lắm. Ok mọi người ơi, thì nói chung là ngày hôm nay mình bị dính cái kèo ép buộc mua tất cả đồ Doraemon nên bây giờ mình phải đứng đây mình mua tất cả đồ Doraemon. Trời. Thấy có nha. Gì có do chị gia đình thôi. Nói chung lỡ rồi, mình cũng phải chấp nhận cái sự ép buộc này. Giống như là các bạn cũng rất là thích mình quay về mấy chủ đề Doraemon rồi đó đúng không? Với lại đúng gu tươi nói là mình tôi mới mua đó nha, chứ thôi tôi cũng không mua đâu. Thôi nói chung vô các bạn ơi, giờ mua tất cả đồ Doraemon, mua hết Shopee khỏi cho tiền. Ê, mua được. Cái khúc xào nó hơi cứng quá bé. Vậy hả? Cái khúc xào là mình phải trả tiền. Đâu có nói gì đâu ta. Thôi kệ, thôi cứ mua trước để tính sao. Thôi giới thiệu với bà. Đồ Doraemon. Thôi nên đi chơi chỗ khác đi. Mua đi giờ ép buộc mua đồ nữa hay gì? Ép buộc mua đồ. Đây nè, thấy rồi. Đây nè trời. Xanh lét là biết Doraemon rồi đó. Cái này là một cái móc khóa Doraemon cầm một cái bánh donut, trời đất ơi mặt vui tươi quá ha. Giống mặt tươi ghê. Mặt cũng vui. Ủa, hồi nãy ai nói mua đồ mà không trả tiền? Đâu có đâu, không ai nói chưa. Anh nghe lộn rồi. Tưởng không trả tiền, tới công chuyện luôn. Rồi xong, nói chung mấy cái này. Trời, cái gì vậy? Thôi, Doraemon còn Doraemon nữa nè. Cái này cũng là một cái móc khóa nhưng mà thiết kế mặc đồ gì trời. Mặc đồ gì mắc cửa vậy? Thôi nói chung Doraemon lấy đi, nó vậy đó. Bây giờ mình sẽ... Đây. Trời ơi, tới một chuyện rồi. Cái này là một chiếc kéo hình Doraemon. À, ok la. Mua về muốn cắt gì cắt, cắt cả thế giới luôn. Đó. Để mình coi, ở đây nó có rất là nhiều đồ nha các bạn. Shopee thì các bạn biết rồi đó. Cái giống gì cũng có. Đó. Ê, đây này anh, đây. Này là kiểu như là cái túi silicone đó. Đó, các bạn bỏ cái gì vô đây cũng được, cứ xách theo đi chơi hoặc là treo móc khóa vẫn được nha. Yeah. Hoặc là treo vô túi vẫn được nha. Thích treo đâu treo, ví dụ như treo lỗ tai làm bông tai cũng được nha. Thôi mới chơi chứ cái này không được à. Ý. Đây, anh có thấy cái gì mon mon được không? Để em lấy cho anh coi. À. Mà cái này thấy quen quen ta. Cái này giống như là cái kiểu là cái đồ bịt mắt Doraemon vậy đó. Yeah. Bịt mắt ngủ rồi đó, bịt ngực á. Rồi đó, ngủ kiểu là cho đừng ánh sáng chói vô mắt. Chó vô lé mắt sao? Đừng ngủ nha. Đi lựa đồ tiếp đi, đừng ngủ. Không đâu ngủ đâu. Cái này nè, mua bịt mắt ngủ thôi. Rồi bịt mắt ngủ thôi chứ không ngủ. Cái gì? Trời ơi trời. Đây nè. Thước mà còn hai loại luôn, Doraemon luôn. Chứ không phải một loại nữa. Ủa kiểu này hơi bị đau ví nha. Mà thôi kệ, lỡ làm thử thách mua tất cả đồ Doraemon nên là cái gì nó mon thì mình mua. Cái này là kiểu như là tuổi thơ rồi nè. Có mấy cái này chơi rồi nè các bạn. Đó, mê cung rồi đó. Mê học trận rồi đó. Bây giờ mình sẽ kiếm tiếp coi. Đây. À, đây là nguyên dạng màu kiểu là phiên bản hoạt hình ha. Nhưng mà ở đây là có Doraemon. Đây. Trời đất ơi, nhiều dữ vậy. Cái này là một cái hộp bút màu nè các bạn. Hai xe. Trời ơi, nhiều dữ vậy. Xuất sắc. Mà nhỏ tôi đi. Màu, 24 màu. Ừ, có 24 màu hà, đâu có nhiều đâu. Trời đất ơi. Trời ghê luôn á. Ý. Quen không? Cái lượt Doraemon nè. Tuy là không có cái mặt Doraemon nhưng mà có cái này. Thôi lấy luôn. Hả? Lấy luôn. Đây. Trời đất ơi, tới một chuyện. Ê. Rồi. Hi. Gì? Ơi. Ủa anh, em đang quay trên này. Từ từ, cái gì cũng từ từ thôi, mua hết mà, đâu phải không mua đâu. Ủa? À. Anh nha, thôi em ép anh nữa giờ đó. Đây nè. Cái này là giống như kiểu là mình móc vô điện thoại, muốn móc đâu móc. Ừ. Yeah. Xong cái mình chồng vô cổ vậy nè, mình đeo. Kiểu là dây đeo rồi đó. Rồi đây nè, nó vừa lòng hả dạ không? Nè, màu nè. Trời ơi, cái này nữa. Cái này cái gì? Khó hả? Bốp lại. Trời ơi. Bốp lại lần nha bên. Là phải mua hết bốp. Này em giới thiệu cho. Em sẽ giới thiệu sơ sơ. Đầu tiên là
cái này 10 màu. Nào. 10 màu, có đến 12 màu. À 12 màu. 12 màu, 16 màu. Và Doraemon 16 màu. 16 màu và 24 màu. Và Doraemon 24 màu. Đúng rồi, để hết đi. Ủa. Đây gì dữ vậy? Thôi, dạo này tôi thấy bà khoái tô màu mà. Chắc bà không tô đó. À, xài chốn. Không nghe. Đó nữa. Ở trên đây sẽ là balo mà không có Doraemon bỏ. Ở dưới đây là nước hoa rồi đó. Nguyên hàng Doraemon là kiểu nhà siêu anh hùng nè. Ở đây là kiểu là nước nè, bình nước bình ơ rồi đó. Đấy, còn á, đây ở đây là đồ đặc quyền của VV. Bà VV nè, ơ là trời, in cái mặt mình vô cái quạt. Rồi quạt cái rồi kiểu, kiểu biến cho V ông ta để thử coi. Ủa, ai ghê vậy? Quạt không kỳ hả? Mà không buồn á, có ba làm nghẹn à. Thôi má, tôi quạt bà ngày nào mà cũng xuất hiện ra là tôi tốn tiền lắm, thôi đi ngay khác. Trời ơi. Đây là nguyên một dài vàng giống như là sà tích cơ với lại cái này là cái gì ra quên rồi ta. Whitsy đúng không Ben? Yeah. Này là sầu Whitsy bóp bóp rồi vậy nè. Chú đam mê đó. Ừ. Rồi, thôi cái này. Này gì? Bánh bao hả? Bánh bao nhưng mà không có Doraemon, ăn được cái thôi đây nè, Doraemon ở đây. Các bạn thấy gì không? Đây là một cái bình nước Doraemon, kiểu như là mình đem nước theo mình uống. Ồ. Đồ đó. Cái này mấy bạn đi học mà mua. Anh từ từ của anh nghe. À, anh chưa review mà anh. Nói chung á là nguyên cái vàng này. Gì vậy? Thêm cái vỏ thấy đựng nhiều quá. Mua cho ổng đi, ổng thích quá trời, ổng có mua gì chứ. Ê Doraemon phải không? Doraemon hết á. Ở gỗ rồi xin hộp là Doraemon hết. Hai gỗ rồi nè. Đây 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 để em cầm giùm này. Nhân viên rất nhiệt tình nha các bạn. Shop VV House nhân viên rất nhiệt tình đó. Càng nhiều gỗ là mê càng khoái đó. Rồi bây giờ là mình sẽ xách thêm gỗ thứ ba nè. Tính là chưa kịp review luôn, hốt luôn rồi. Một cái hộp bút Doraemon xanh lè xanh lét. Lấy luôn đi chứ không lấy dễ gì. Dễ gì vi ra cho ra khỏi cửa. Đây nè, anh nói đây nè, bình nước nè, nhưng mà mẫu khác nha, hồi nãy mẫu khác còn cái này là mẫu khác nè. Vậy hả? Khác hả? Mẫu Doraemon hơn nè. Đó, rồi lấy cái này đi. Còn mấy cái này nước này không có Doraemon không lấy. Này dạt qua một bên. Cái này là kiểu như là cây quạt rồi đó. Ủa, bấm đâu cha. Có pin nó mới chạy nha các bạn, cái này là một cái quạt. Nghĩa là mình đi ra đường quay rồi đó, nóng quá thì mình mua cái này về mình quạt ha. Nó chưa có pin. À, rất là xinh luôn. Hốt. Rồi ha, để coi, ở đây là sẽ là cái băng đu băng ơ rồi nè. Xuống đây là kính rồi đó. Ê, này gì vậy? Trời ơi, 2-3 mẫu luôn. Quá trời mẫu luôn, cái này là giống như là cái sổ với kèm bút luôn nè, kèm một cây bút Doraemon nhỏ xíu. À đúng rồi, các bạn muốn ghi, muốn nốt gì nốt. Thôi lấy đi hai mẫu khác nhau thì mình lấy luôn hai mẫu ha, để dành ghi chú. Ừ, để dành về ghi lịch trình này kia đó. Ừ. Đây, ở dưới đây. Cái này là gì trời? Cái này cũng Doraemon nữa nè nhưng mà bao. À, bìa sơ mi. Bìa cute. Bìa Doraemon cute để đựng mấy cái giấy tờ hợp đồng hợp đít rồi đó thì ok vẫn xài được nên lấy luôn nha. Rồi nha. Đó. Này. Đi chơi gì trời? Ê lấy nè. Gì vậy? Để bà ăn mà. À thôi để đi. Ê mà thôi mua nhiều quá. Tặng đi. Thôi. Mua tiếp đi. Bạn của người ta em tặng vậy chứ. Ủa? Cái này em bán rẻ là 200 chị mua. Ê. Sao vậy? Ủa? Ủa vậy? Chị Vy mua 150 em bán chị 200 chị mua. Ủa bạn của ta. Nãy có lấy cọng dây chuyền chưa? Đâu? Đây. Cọng dây chuyền Doraemon đẹp không? Chết rồi. Ủa? Nhớ giờ mới thấy khóc liền rõ ràng. Trời ghê vậy trời. Bếp liền. Ủa có nè, dây chuyền Doraemon. Trời đất ơi. Lấy đẹp mà. Trời ơi, một cọng thôi. Lấy bộ đi cho đẹp. Trời ơi trời, mình đeo đi, tôi đeo nữa. Ủa. Trời ơi, cái móc khóa nước Doraemon đẹp như vậy mà không có lấy nữa. Rồi thêm cái kẹp Doraemon đẹp như vậy mà không lấy. Cái này mình kết hợp quýt game nữa. Đây, cơm ba Doraemon cũng quá trời đẹp. Lấy liền luôn. Ủa gì ạ? Má máu tôi nè, mà thiếu rồi. Trời ơi, trời sao nhiều vậy? Nhiều lắm, đồ Doraemon sốc tôi là chấn động bờ kè luôn. Đó. Thời gấp đồ nha, nhiều quá gấp. Rồi đây. Ê bỏ túi là đâu tính tiền. À, nè cương cương này có 3 gỗ mà em. Thôi, biết tao vậy. Tụi bạn bè với nhau lên hả, khỏi cần in bill ra chỉ tốn thời gian. Tôi nghĩ là cái đống này tầm cỡ 10 triệu á. Thôi bà chuyển khoản giúp hôm bữa đi. 10 triệu 200 đó hả? Chẳng 200 đó hả? Tao cho em cắn 200. Rồi 10 triệu 200 ngàn. Quá nhiệt tình luôn, nhỏ tư vấn quá trời. Giờ trả ngàn thiếu chơi coi còn lại thiếu. Không má, anh đưa điện thoại cho bà bắn tiền hôm bữa ta. Bắn tiền em không mà. Gì? Em lại đâu có cầm đâu mà. Gì bà nội? Em không có đem điện thoại quên rồi giờ sao? Không cho thiếu gì nữa. Không có thiếu được, phải thanh toán tiền mới được gọi shop. Thôi anh đưa đây. Trời ơi. Ê,
đây này, cầm điện thoại đi. Được, 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 cầm đi. Vậy được rồi, đúng không? Không, cái này iPhone cũng 10 triệu hết. iPhone đồ đó lên chứ. Ủa? Anh đưa mà. Đủ rồi, đủ rồi. Đủ rồi, đủ rồi. Đủ rồi. Trời ơi, cái điện thoại màu xanh giống thử cái món này ha. Rồi, ok, chốt đó, hốt về, hốt về. Em đó cần cho chị đem về. Đóng cửa lại nha. Em biết gì đâu, anh đưa mà. Cảm ơn nhiều nha. Ok, mọi người ơi, mình đã mua xong rồi nha, chuẩn bị đi về thôi. Ủa, điện thoại anh ha. Ờ. Em biết. Vậy? Linh. Vậy? Điện thoại. Hai biết gì đâu? Hả? Điện thoại. Ủa gì trời? Toàn thật rồi bố em mà. Đồ luôn các bạn, ở đây thì nguyên một cái dàn này là sẽ có những cái phụ kiện mắt kính rồi cài tóc rồi đó rất là nhiều luôn. Bây giờ để mình rường coi trong đây nó có một cái bò sữa à. Đấy. Trời ơi đây, một cái này là cái móc khóa bò sữa các bạn ơi. Các bạn có thể treo bất đâu đâu cũng được, thích treo đâu treo đó. Rất là cute luôn. Trời ơi, quá trời xịn rồi, hốt em. Đây nữa nè. Một em bò sữa mặc áo vàng bông bông cute quá vậy. À, hai gu muốn treo rồi treo nữa, mình sẽ treo vô ba lô của mình. Ngoài treo ba lô ra chị còn định móc ai nữa không chị? Chị móc vô cái lỗ tai của em á, móc mỏ em cũng được nữa, tại cái mỏ nó dảnh á, móc lên nó dính hiểu không. Thế là bây giờ mình sẽ ôi quá trời đồ luôn các bạn ơi, shop gì bán được nhiều chứ trời, bán được nhiều mà ngủ kỳ ghê tánh kỳ. Nè các bạn, quá trời hình luôn mà, đây hình bò sữa nè. Cái này gọi là kiểu làm cái ghim á, để mình có thể ghim lên áo hoặc là mình ghim lên những cái ba lô đi học của mình, hoặc là mình thích ghim đâu mình ghim. Ừ, các bạn muốn ghim cũng được, nhưng mà mình thấy là ghim ba lô là hợp lý nhất nha. Mình lấy một cái rồi đi lướt lướt nước qua đây coi có cái gì bò sữa nữa không nè. Ồ,
ơi, có Doraemon, có đủ thứ luôn. Đây, cái này là cái gì không biết luôn trời. Có hình bò sữa nè, cái này là set dạ quang bò sữa. Cái bút dạ quang các bạn, ở trong đây có thiết kế kiểu như là vằn của bò sữa đủ màu luôn nè, rất là đẹp luôn. Cái này là kiểu là dụng cụ học tập á. Rồi hốt luôn đi. Cái gì mà hốt hết. Hả? Ê, cái này gọi là gì trời? Cái này phải gọi là Vê bò sữa. Vê bò sữa. Trời ơi trời, các bạn nè. Cái này gọi là cái gì? Là combo UV à, 8 món độc quyền. In cái mặt bao nhiêu đây luôn. Nhưng mà có hình bò sữa nên tôi lấy luôn. Vậy đó. Trời ơi trời, bán đồ lạ lùng chứ bén thì chứ trời. Trời ơi, quá chơi đồ bò sữa luôn các bạn. Ủa alo. Ủa mà cũng biết hả? Phép thuật Queen Ninja tiếp bay qua tới này luôn trời, nãy thấy nằm đút bên kia. Làm đi. Trời đất ơi, chán đường quá trời, bà nội đi ra chỗ khác cho người ta lựa đồ, người ta mua đồ coi. Đi lẹ lẹ. Thêm một cái em bút mà kiểu như là 80 cái màu. Hình bò sữa của tao quá vậy. Trời trời. Bò sữa sảy ngựa. Ủa. Nè các bạn, ở đây nó có rất là nhiều màu đó. Các bạn thích màu nào thì kéo xuống màu nấy, hiểu không? Rồi ok, hốt luôn em ơi. Đây, bên đây. Bên đây thì lại nguyên một dàn sticker. À, rất là cute. Đây đây là một cái em sticker mà có hình bò sữa đó các bạn. Trời ơi, bò sữa chơi với Châu. Thôi cũng được, miễn có bò sữa là hốt. Cái này là để về không biết dán đâu, mình sẽ dán vào mặt của Huy. Kiểu vậy đó. Còn thằng Huy là ai là các bạn biết rồi đó. Cái thằng mà hay bị tát ở trên tóp tóp á. Tát nó banh mặt suốt ngày là vậy đó. Qua đây đi, qua đây. Nữa hả? Cho nên nay hơn 70 tuổi mà tôi chưa gặp cái trường hợp nào mà nó như thế này cả. Trời ơi trời, ngủ năm ngủ lóc ngủ tới trên này luôn rồi. Thôi kệ, cứ ngủ được tỉnh thức nha. Mà không thức ngày lại. Ngủ chưa nghe, mình đưa nghe chưa. Rồi đây một cái ba lô mà có một cái em bò sữa mà dính vô đây nè mọi người. Ê chà, nguyên em bò sữa vô đây là thấy cute rồi đó. Cái này là để cho cái cặp các bạn kiểu là đi học hoặc là các bạn đi chơi, các bạn quải theo kiểu là đi bơi được không chị? Được luôn, em bỏ đồ bơi vô đây cho em xách ra bơi, mà em đừng cứ nhảy xuống dưới em bơi là được. Đấy, thấy không, rất là tại em sợ đi cano mà rớt ba lô cũng xong á. Tao tán mày nữa quá hà, mày khè tao hoài vậy thằng kia. Ủa lộn lấy mà. Trời ơi, bà sữa có lấy chứ. Quá trời quá đất, cái shop bà này kiểu như là ha chùm bò sữa hay gì luôn. Ê nhưng mà cái cặp này kiểu là cho các bạn trẻ, các bạn nhỏ đó, kiểu mình mua gì cho em mình được, chứ mình quải vô nó hơi kỳ nha các bạn. Kiểu như mình quải vô cái đó nó bị kiểu là lứa tuổi không cho phép á, hiểu không? Nên là mình sẽ mua nhưng mà mình cho em mình không có đeo nha các bạn. Không có nghĩ là mình đeo nha, tại vì mình không có đeo. Vậy chị nói chị già hả? Ủa chứ không phải trẻ nữa em. Sao vậy, chị mình biết phải bổn phận mình chứ. Đó bây giờ mình vô đây. Đây đây sẽ là nguyên một cái dàn kiểu như là hộp bút với các bạn. À, hộp bút hộp viết rồi. Trời ơi quá trời quá đất. Nhiều loại, nhiều màu hộp cẩm. Đó. Rồi ok bây giờ mình sẽ. Cái này thì theo như mình thấy là nó kiểu như là nó không có cái hình con bò sữa, nhưng mà theo như các cái thiết kế mà vằn vằn này là chỉ có bò sữa mới có thôi, chứ không có cái nào khác hết trơn hết chậu á, nên là mình sẽ lấy luôn. Trời ơi sao nhiều dữ vậy, thôi để ra đi, tí nữa mình sẽ hốt.
hốt nữa. Các bạn ơi nhìn nè, cái thể loại gì bạn cũng bán hết trơn, muốn cầm gì cũng có. Cái này là cái gì không biết luôn nè, chị kiểu giống có bò sữa này nhưng không biết cái gì. Khăn giấy lon nước. À là trong cái lon này nó có cái khăn giấy đó các bạn. Trời lạ quá, giờ để mua về xài thử coi, hốt luôn đi. Trời ơi, có nhiều màu lắm luôn nè. Bên đây là đã có một cái bò sữa màu hồng tình yêu nè. Bên đây là màu xanh dương ha. Rồi cái này là bò sữa màu tím nè. Đó, mình sẽ lấy full ba màu luôn. Để kiểu như là đi quay đi ơ rồi lấy ra xài. Ê, Huy. Đẹp không? Ê, cái này bò sữa màu xanh giống bộ đồ luôn nè. Wow. Cái này là cái gương hai mặt. Nè, đây là sẽ mở ra cái gương các bạn thấy không? À, có hình bò sữa màu xanh nè. Có bò sữa màu hồng luôn nè. À, rồi ok, mình sẽ hốt thêm hai cái này để dành cho Huy nó soi, tại vì nó đi quay nó hay quánh son đó. Làm đi. Nó hay quánh son rồi đó, nó ngựa đó. Ừ. Là mình sẽ lấy cho nó. What the hell? Ủa sao mày lạ ta? Làm sao ma ghê trời. Muốn biến đâu biến, muốn nằm đâu nằm luôn á trời. Lay together các bạn. Hình của bà V trong Lay together nè. Con mắt quánh màu tím riệm tìm sim nè. Đó, sến sẩm mùa hè nhưng mà rất là cute. Trời ơi, cái nhân vật huyền thoại của bà V không à. Không, nhưng mà hôm nay mình không có mua V, mình mua bò sữa các bạn, nên là mình không có mua được cái này. Mình sẽ mua cái này. À, không có thấy con bò sữa. Nói chung là cái gu con bò sữa mà sao cái mặt giống như con mèo. Cái kiểu như là cái vằn vằn giống bò sữa đó, mọi người thấy không? Thôi là cứ lấy đi, mình cho nó là bò sữa thì nó sẽ là bò sữa. Thùng rác mà. Quá trời quá đất luôn các bạn ơi. Heo nè. Ui, nhiều quá vậy. Trời ơi, nhìn như một em gấu bông bò sữa luôn này các bạn. Thôi đi em, thôi đi. Thôi đi em à. Mình kiểu như là mình con trai mà mình đòi chơi thú bông là thấy nghi nghi với tính rồi nghe. Cô teo quá các bạn ơi, mình sẽ không được cái vòng tối về ôm, nó kẹp nách nó vậy. Trời trời, shop bán đồ ăn, đói bụng. Mua bò sữa không có cái gì ăn, để ăn con bò. Đây nè các bạn, mình phát hiện được cái này. Cái này là kiểu trời, trời. Nước hoa khô mini. Trời ơi, thơm quá vậy. Ý, thành bò sữa nha các bạn à. Hút. Đây, ở trên đây thì sẽ có một cái cặp bò sữa nữa nè. Nè, bà nào fan bò sữa thì hút cái cặp này đi học là ngon. Ngon lành cành đào. Bà Linh hồi nãy có hút một cái rồi. Nhưng mà cái mua này cho em đi chị. No em, được. Cái này là không hốt. Thằng Huy mà nó kêu hốt tôi sẽ không hốt. Nó chơi thôi chứ nãy hốt một cái ba lô rồi nên là cái này không hốt. Rồi, đây. Sơn chi đồ bụng tóc hình bò sữa nè. Đẹp quá vậy. Đây này, đây này. Ô là trời. Giống em. Rồi, mình sẽ hốt luôn, cứ bò sữa là tôi sẽ hốt hết. Rồi, dưới đây là hết rồi. Truyền hình đến đây là hết. Còn mai gì? Mốt mình sẽ qua đây mình me me lúc bà B có ngủ đó, cái mình qua đây mình sẽ hốt thêm mấy cái tập khác giống như là Doraemon hay gì đó đó. Thì các bạn mà muốn quay cái gì các bạn comment phía dưới ha. Oh no. Quý quý về quá nhiều. Trời, có mua cái bao luôn hả? Mua luôn. Trời ơi, chốt hết, quá rẻ.
Rồi, để đi bà. Ê, xếp xếp qua giùm đi chứ đóng này sách gì không nổi thôi. Ờ vậy thôi để tôi xếp vào cho. Ờ vô xếp nha. Tính tiền xếp, tính tiền xếp. Chứ khoảng rồi, tính tiền trong túi kìa. Ờ vậy hả? Rồi ok. Cảm ơn hả? Cảm ơn hả? Bye. Còn gì nữa đâu mà khóc với sầu. Nè, tặng nè. Tặng đi. Rồi. Rồi, đi em. Ok được, tạm biệt. Cảm ơn. Cảm ơn. Cảm ơn mọi người. Tạm biệt. Là Vê thích trà sữa lắm, nên là hôm nay là mình sẽ mua ly trà sữa đồ dập mưa giải nắng đồ đi nè, thấy ghê không? Ước mình hết để mua ly trà sữa tình cảm đồ. Để đem vào cho ba uống. Ê, trời ơi, đỡ sợ gì vậy? Làm gì vậy? Ủa, hôm nay ba chơi hả? Ờ, nhưng mà sao hôm nay chủ nhật mà sao thấy vắng tanh như chùa bà Đanh vậy? Ờ, tại bà thấy mưa tầm tã từ sáng tới giờ không có người nào ghé shop hết, buồn quá nè. Nhưng mà bà là khách rồi, bởi vậy là bà mua hết shop. Đi 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 đi, đừng có giỡn. Không có qua mua, không có qua mua đồ. Mai qua mua trà sữa cho uống được rồi má. Trời ơi, này nhìn tốt ngang vậy bây. Trời ơi, trà sữa full topping luôn. Full topping là xịn xò, xịn xò, trời đất ơi. À, nhưng mà có mua đồ á. Không, hôm nay đâu qua mua đồ, bữa giờ mua quá nhiều rồi, mấy tập trước mua quá mua rồi. Mua. Ủa mà mấy tập trước mua có trả tiền đâu? Có mà, ba nhớ có mà, chuyển khoản gì đó. Tôi nghi nghi lắm, tôi nhớ là có mấy cái tập trước mà chưa có trả tiền cho tôi. Cùng quá trả rồi nè, uống trà sữa đi, tao mua trà sữa chủ rồi lời, chết rồi, giờ còn đòi tao mua đồ nữa. Trà sữa mà đổi đồ lời hả? Nào có lấy đâu, nay đâu có mua. Thôi thì bà bỏ qua chuyện đó, uống thử là ngon. Hình như bữa có. Thôi. Cái bánh lăng. Bánh lăng, có bánh lăng luôn. Ủa kìa, bây giờ trà sữa hay gì bé? Không thì cứ uống đi, đừng nói tới chuyện kia nữa là được. Ê mà đang ngồi làm gì mà cắm đầu vô đây vậy má? Ừ. Để em thay nhà mới. Thay nhà mới trong đây tôi ra đồ. Đúng không? Rồi. Bà có nhà mới chưa? Mua rồi mà chưa xây nhà chưa dơ. Cũng như chùa bà Đanh vậy đó mày. Đúng rồi, thôi nói chung là mình cũng phải xây sương sương mọi người. Mà cái nhà mới nó bự quá, bởi vậy là phải xây từng chút quá mệt mỏi luôn. Hôm nay là biết sao không? Mua ly trà sữa là có lý do. Ê sao sao vậy sao vậy? Mình không có mua đồ, mình không có quậy. À, mình nam nghiêm túc, mình kiểu mình mua trà sữa qua cho uống, xong rồi cái kiểu mình ngồi mình tâm sự chim én đồ chơi mưa gió mà mua vậy tâm sự luôn hả? Trời ơi, nay tự nhiên tâm sự dạo này nghiêm túc quá vậy ta. Không, lâu mình nghiêm túc cho nó có gì đó nó lạ. À, tưởng dạo này tự nhiên cái Linh đang nhoi nhoi nhưng giờ nghiêm túc ngang cái bị sợ đó bé. Có gì đâu. Bị run. Bà không vấn thiệt hả? Thiệt, qua chơi vậy đó, qua chơi vậy thôi, không làm gì chơi. Ok vậy bây giờ uống chung với tôi luôn. Nhậu nha, trời mưa gió nhậu trà sữa. Quý vị và các bạn, chào đón quý vị với các bạn đến với chương trình phỏng vấn VV. Cái gì vậy trời, hôm nay làm gì nghiêm túc quá vậy? Hay tập làm MC. À, MC hả? MC mà không có Migo, không có chuyên nghiệp vậy chứ. Ha, thiếu thiếu ha, từ từ đợi xíu đi, có liền. Ê, Migo là được, Migo trà sữa. Không, này, sữa đây nè, tôi thấy có lại được. Ok, thầy, thấy này quen quen nha. Giống cái bọc gác shop tôi. Ừ, cái bọc nằm gần sọt gác, cái bỏ vô gác á. Thôi kệ, bà lấy Migo luôn. Nó giống là được. À, ok, ok. Đòi hỏi có kiểu này, cái này nhà làm mà đòi hỏi. Ok, ok. Ok, thì bây giờ mình ghé shop V thì mình sẽ hỏi V một số câu, mong bà V sẽ trả lời chân thật. Chân thật? Chân thật. Rất chân thật luôn. Ok, rồi. Câu hỏi đầu tiên là nghe nói nghe đồn. Đồn đại. Đồn đại. Ừ. Giang hồ đồn rồi đó bé. Giang hồ đồn, người nhà đồn. Rất là nhiều đồn. Ok. À, cứ thứ bảy chủ nhật là shop V sẽ có một cái điều đó đặc biệt. Gì đó đặc biệt đó là chia sẻ đi. À, một cái điều đặc biệt đó là cuối tuần thì đa số bà V sẽ ở đây để mình có thể là giao lưu chụp hình với các bà fan đó. À, chúng mình đã rảnh gửi cái xong thứ bảy chủ nhật cái mình ở đây mình chơi. À, không rảnh. Ý là giống như là bình thường trong tuần là mình quay clip rất là nhiều. Như bà chỉ có thứ bảy chủ nhật là bà Dê biết là mấy bà fan sẽ được nghỉ học nè, hoặc là phụ huynh nó sẽ hứa dẫn mấy bà fan ghé qua shop V thì V mới ráng ở đây sắp xếp. Đúng rồi, sắp xếp ráng ở đây những khoảng thời gian để khi mà mấy bà tới là mình có thể là chụp hình giao lưu với mấy bà. Giao lưu đồ đó ở shop bán đồ. Đúng rồi. Quá đặc biệt. Tại vì mọi người biết sao đặc biệt không? Đâu phải muốn gặp Vi dễ đâu. Linh muốn gặp Vi như lên trời. Cái gì? Là đi quay suốt có gặp được đâu. Nhớ bà ngày nào cũng gặp mà. Ủa nhà từng gặp ngày má. Đúng rồi, ngày quay Linh Vi giúp đi. Đúng rồi. Nhưng mà hả, lâu lâu mới gặp được Linh. Tại Linh cũng khá là bận rồi. Thì đó, hai má bận hết, bởi có gặp nhau đâu. Hai má chạy xô liên tục. Không ngờ có tin đồn là hai bạn nghỉ chơi với nhau. Thì không biết là Vi trả lời với sao với câu hỏi này ha. Thì nghỉ chơi thiệt mà. Ừ, có chơi nhau đâu. Có chơi đó giờ, có chơi đâu má. Gì đó. Anh làm gì em chỉ vậy chứ anh. Em nói sự thật mà anh. Sự thật mà không có chơi nhau đâu. Không có chơi bé. Nói chung là mình chỉ quen biết nhau tầm 6 năm mấy thôi. Không có chơi chung. Ừ, mình quen nhau 6 năm mấy thôi. Đúng rồi. Làm gì đâu.
Bây giờ mình xin hỏi Vi là tại sao mà cái shop lúc trước là ở trong nhà, tại sao không ở chổng đi lết ra đây làm gì vậy, cho tốn tiền tốn bàn vậy? Cũng cái này cũng cùng được chia sẻ đó bé. Đó là hồi xưa trong nhà thì bán rất là ok ổn mát luôn. Nhưng mà tại vì trong nhà là một cái căn nhà riêng của gia đình bà V với lại anh Đức với lại Thái Gia nữa, nên nhiều khi hả các bạn tới rồi kiểu là mình mở cửa ra vô nó cũng mất tiền, nó cũng tùy, đúng rồi. Nên bà V quyết định là sẽ dời ra đây. Thứ nhất đó là ở trong hẻm thì phụ huynh nhiều phụ huynh mình, đúng rồi, khó tìm địa chỉ là thứ nhất. Thứ hai là không có chỗ đậu xe mọi người, còn ở ngoài đây thì ở mặt bằng là nhiều khi là mình đối diện trường học cho bé bé thấy nè, rồi phụ huynh cũng dễ tìm nè, rồi mình còn có chỗ đậu xe nữa nên mình lót ra đây luôn. Còn ở chổng là kiểu như là xe tới là dắt lên trên đọt cây khế, đúng rồi, kiểu là mình quăng cái xe lên trên nóc nhà luôn đó bé, chứ không có thể nào mà còn cái chỗ nào để nữa. Chốt đơn câu trả lời. Câu trả lời được không? Được, được, quá được. Tĩnh tâm nãy giờ, tĩnh tâm thêm cái nữa, nghe câu thứ ba nè, là từ lúc mà V mở cái shop này xong á thì V có một cái kỷ niệm gì đó vui vẻ mà chấn động cái shop không, kể nghe chơi. Trời đất ơi, cái kỷ niệm chấn động vui là vui luôn, nhớ hoài luôn bé. Là khi mà sau 3 tháng dịch là mình vừa mở shop ra, xong cái tuần sau là mình dẹp shop lại. Ủa gì kỳ vậy? Tại sao? Quên kể ra ha. Tại dẹp shop tại vì không biết khách nào qua bị dương tính, cái quy một shop lay, quy một shop dương tính hết luôn, cái mà phải nghỉ luôn, đóng cửa hết 2 tầng nữa. Cái đó là nó su và nó không có vui á, tự nhiên nó vui chỗ nào ta đang hỏi cái vấn đề là nó vui chỗ nào đó. Tại tôi nghe cái khúc này chuyện chấn động mà tôi chuyện chấn động là cái đó. Cái này xém vui nha. Đúng mà, còn những cái chuyện vui là đa số là được tất cả các bạn fan tới shop, rồi nó hỏi và đặc biệt là chụp hình với bạn fan nữa. Được, cái đó là vui đó má. Đó là vui đó bé. Đấy là vui. Lạc đề thôi, uống trà sữa đi. Ủa lạc đề là uống cái hả? Rồi có câu hỏi thứ tư không? Có luôn. Trời đất ơi. Và đây sẽ là câu hỏi thứ tư nè. Ok. Tôi rất là thắc mắc là không biết là bà V tẻn tẻn toàn quậy quậy không biết quậy không, chứ mà không biết là khi mà khách vô thì bà sẽ tư vấn và bán như thế nào. Kiểu là mình nghiêm túc như thế nào hả bé? Nên là bây giờ tôi yêu cầu bà là bà phải thực hiện một thử thách, đó chính là bà thị phạm lại cái cách mà bà tư vấn bán cho các bà fan đó hả? Rồi vậy là bà giờ bà giả làm fan tôi đi. Không có giả, mình sẽ biến hình. Shop VV House địa chỉ 47 A Nguyễn Thượng Hiền, phường 5, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh. Ôi chị thế. Khoan, mình sẽ bỏ tay trước đi bé. Rồi ok, em chào em chị nha. Hello em. Trời. Em có bị chấn động xíu không bé? Không, bạn chị làm gì em mừng quá trời. Em mua đồ giúp em. Mà chị sao chị ký? Đừng ký hay chị ký sao luôn. Bây giờ là bé sắp giỏi mua đồ, chị sẽ tư vấn sơ cho bé ha. Được chị giao tư vấn cho mọi người ơi. Bây giờ mình sẽ đi mua đồ gì vậy? Ok. Em thích mua đồ nào? Em thích những cái cây cài mà chấn động không bé? Cây cài chấn động. Đúng rồi, là mấy cây cài giống như xuyên vào cái đầu của em á. Giống như là xuyên đầu, xuyên cá, là cá xuyên đầu. Hoặc đó là mình có thể là cài gói xuyên qua cái bản đầu của mình cũng được. Thôi không thích cái này. Không thích cái này hả? Không thích thì thôi, thôi bỏ dở. Ê, đúng rồi, đặc biệt shop dây hao, cái gì không thích cũng lấy bỏ vô vỏ luôn, lấy đúng tính sao. Em phải biết thôi. Em mới có 8 tuổi gì. Đúng rồi. 8 tuổi? 8 tuổi. Vậy chắc tôi có 2 tuổi. Nhớ mua đồ nhiều nha, mua nhiều giảm giá, khuyến mãi luôn. Tôi biết là sao hai người này thành hai vợ chồng mà. Thôi, bỏ qua đi, chị tư vấn đi. Ủa, nãy em mới nói gì vậy? Nói gì đâu, nãy em đâu có nói, nãy ai nói á. Ai nói hả, chứ phải em nói hả? Rồi em thích gì nữa, em thích vô cái con á. Không, em thích cái gì đó mà kiểu mà đặc sản của VV đồ. Ý là cái bản mặt của chị. Ok, em qua đây em lựa cái bản mặt của chị nha. Đây, chị sẽ giới thiệu cho em một cái combo gồm 8 món đồ, là gồm một con gấu bông mặt chị nè, gồm cái móc khóa, cục tóc, rồi có quạt mini, hình ghép đồ luôn. 8 món chỉ có 200k. Rồi em lấy không? Ủa em đòi mua bản mặt gì mà? Tại em mới 8 tuổi không có tiền. Vậy hả? Ba mua cho. Ủa ba mua cho anh? Chứ ba mua cho con nha. Chị Vi, em mua đồ xong rồi chị cho em xin chữ ký đi. Này, chị ký vào đầu em đi, tại em không có giấy. Cái gì? Em thích ký vào đầu em vậy đó hả? Ừ, cũng được thôi. Ký vào đầu nó nặng nề quá thôi, để chị cho em xin dấu găng nha. Khầm. Lớn mà chị chơi vậy đi. Cho xin chữ ký không cho dấu găng thôi, nghỉ luôn đi. Tự nhiên em kêu chị ký vào đầu em đâu có được, thôi để chị ký vô giấy cho nha. Trời đất ơi, ký là cái này là phải giữ nha bé. Cái này là phải giữ chấn động nha, chứ không thôi là em nhiều khi em về em chụp phòng lét gì buồn. Ba má em in vô cái khung em treo bên tường. Trời ơi, đã vậy. Đó, dê dê tặng em. Đúng. Trời ơi, có tí chị về rồi. Cái bút này cho chị xin lại nè, tại bút này shop chị á. Dạ, dạ, chính chị này bé yêu. Ta-da, các bạn vừa xem đó chính là một chương trình mà gọi gì quên rồi, cảnh á. Hoàn cảnh lộn. Dạ, hoàn cảnh nhỏ đến từ vị trí của bé Linh 8 tuổi và chị Dê 80
tuổi. Má ơi, ta có 18 tuổi. Ở rồi bị liệu luôn hay gì vậy trời? Cái giọng mình bình thường nè. Mình bình thường lại. Đúng rồi. Lên bị dính bị nhập tâm. Mày nhập quá bé. Ê mà thấy kiểu như là tự nhiên cái mình nhoi nhoi mình trở lại cái thời đó đó. Tuổi thơ đúng không bé? Thấy mệt quá. Thôi mệt. Tại vì nhoi á thì sợ mà tại vì tuổi nhỏ tuổi á là sức khỏe nó tốt hơn và nó năng động hơn nhiều. Mình già mình lớn rồi mình mệt. Đúng rồi, mình là mình bé. Mình hơi mệt đó bé. Lắm luôn á thì cái. Rồi ok thì hôm nay là bà Dê cũng đã sơ sơ review sơ sơ và trả lời những câu hỏi của bà Linh rồi. Nên hôm nay thấy là bà Linh cũng qua mua trà sữa cho bà Dê nè. Rồi mình có hỏi và tư vấn những cái câu chuyện và những câu hỏi đó. Thì gia đình tôi quyết định là sẽ tặng quà cho bà. Tự nhiên có quà ngăn xương trời đất ơi, đã chuẩn bị rồi. Trời ơi, có quà. Có quà là được chứ không có mua nha má. Đó, cái này là ba lô. Và đi chơi du lịch hay gì mà đem theo nó đẹp lắm. Trời ơi trời, TikTok luôn nè. TikTok rồi, TikTok cái trời. Tất nhiên rồi, bác xịn, bác xịn đúng không? Tặng ba lô. Ok, rồi bây giờ mình tặng là mình lấy hết trơn rồi. Thôi, tạm biệt các bạn nha. Mình phỏng vấn cũng xong rồi đó. Mình cũng có quà nữa rồi nên là mình đi về thôi. Không về được. Sao? Tôi phải tính tiền. Gì tính tiền như này nó mới tặng mọi người nghe. Thì tặng ba lô, nhưng mà ở trong ba lô là nó có hàng. Hàng gì má? Hàng nấu. Đây. Trời ơi, cái vỏ bóp ít mới về. Chứng hợp là gấu bông, gấu vòi sữa. Trời đất ơi, người nhện này bé. Rồi súng bắn kẹo luôn bé. Rồi kẹo thêm kẹo đủ thứ hả? Bà tính tiền rồi mi. À, bà tính tiền cái này hả? Ờ, tính tiền này tại tôi tặng bà ba lô mà. Bà phải tính những cái đồ trong ba lô chứ. Kiểu này giống bị gài mất ta. Ủa chứ bữa giờ bà gài tôi sao? Bà gài tôi 2-3 clip rồi bà không có trả tiền. Bây giờ quyết rồi bỏ vô ba lô đi. Bà ba lô ha. Rồi ok. Tính đàng hoàng chứ. Đồ này anh nghiêm túc quá. Mình bữa nay mình nghiêm túc mình nhẹ nhàng. Đúng rồi. Hôm nay mình phải nghiêm túc vậy. Nghiêm túc luôn rồi. Ok. Ok em ở lại tính đi nha. À ba ơi, ba tính tiền. Bye. Ba về rồi, giờ con tính sao? Thì con tính tiền chứ giờ tính sao? Còn có tiền mà tính. Có đâu cái túi mà nó còn là cái túi giả nữa đó, thằng lấy đồ đâu mà giờ bỏ tiền vậy là không có tiền luôn. Chuyển khoản nó đi, chuyển khoản nó đi ha. Giờ ngồi đây chuyển khoản luôn, không có đi về. Ủa mà điện thoại đâu ta? Ủa có điện thoại sao chuyển khoản ta? Ôi đi, nửa về nhà chuyển khoản đi. Vậy đi, vậy nha. Bye bye.